Sản phẩm Trường Xuân Vương có tác dụng hỗ trợ điều trị các vấn đề về bệnh rối loạn cương dương và xuất tinh sớm, hỗ trợ làm chậm quá trình mãn dục sớm ở nam giới và tăng cường sức khỏe sinh lý nam giới. Sản phẩm được Bộ Y tế chứng nhận an toàn, giúp quý ông duy trì phong độ. Một hộp có 30 viên nang, bảo quản, để ở nơi khô, thoáng, mát, tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào, để xa tầm tay trẻ nhỏ. Cách sử dụng sản phẩm Trường Xuân Vương, mỗi ngày uống một lần, mỗi lần uống 2 viên vào sau bữa ăn. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.